Khi mệt mỏi, phiền não, hãy buông bỏ 9 điều này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Ngẫm Chuyện Đời. Quý vị thân mến, cổ ngữ có câu duyên cảnh không có đẹp xấu, đẹp xấu là do tâm người. Vì vậy, một người có thể điều tiết được tâm thái của mình thì vô luận là thân ở cảnh ngộ nào cũng sẽ đều cảm thấy yên vui, hạnh phúc. Nếu một người có thể buông bỏ được 9 loại tâm thái không tốt sau đây thì sẽ có thể ung dung thoải mái đối mặt với cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Nóng vội. Một cuốn sách vừa cầm vài phút đã vội bỏ dở, nói chuyện với người khác chưa qua chục câu đã nổi trận lôi đình, làm việc chưa qua mấy tháng đã than chưa được đề bạt tăng lương. Nếu một người có những hành vi như vậy thì thực sự là người có tâm thái nóng vội, dễ xao động và không kiên nhẫn. Phàm làm việc gì cũng cần phải bỏ thời gian tâm sức mới có được thu hoạch tương xứng. Như người nông dân, từ lúc gieo trồng đến lúc thu hoạch cần phải bỏ công chăm sóc vất vả cả năm trời. 2. Tự ti. Cổ ngữ nói, thế gian không có hai chiếc lá giống nhau. Bởi vậy, đừng vì điều kiện vật chất dùng mạo bên ngoài hay tài năng không bằng người khác mà sinh ra tâm thái tự ti. Rất nhiều khi tâm linh, cá tính, tài năng của chính chúng ta lại là niềm ao ước của người khác. Nếu chúng ta là một cây táo, vậy hãy là một cây táo xanh tốt. Đừng so sánh bản thân mình với cây đào, cây quýt mà sinh ra tự ti, điều gì cũng không dám làm. 3. Sự đố kỵ. Một người có tâm đố kỵ lớn khi nhìn thấy người khác hạnh phúc, thành công thì liền thấy như mình mất mát điều gì đó. Khi thấy người khác bị thất bại, bất hạnh lại như thấy mình đạt được thứ gì đó. Thậm chí một số người đố kỵ đến mức luôn tìm cách để gây trở ngại, làm tổn hại cho người khác, vui với niềm vui của người khác, buồn với nỗi buồn của người khác, xem được mất của người như được mất của mình. Đó mới là điều mà cổ nhân khuyên nên làm. Tình lực của con người là có giới hạn. Thay vì ghen tị với người khác, hãy dùng chút tinh lực hữu hạn của mình cố gắng làm những điều bản thân mong muốn. Như vậy, vừa mở ra một bầu trời mới cho bản thân, vừa sống được thản đãng tự tại. 4. Ưu sầu. Ở Ấn Độ cổ có một câu nói rất hay rằng, nếu như khốn cảnh có thể gỡ, thì hà cớ gì tâm phiền ý loạn. Nếu như khốn cảnh khó gỡ, thì tâm phiền ý loạn hỏi có tác dụng gì. Khi gặp khó khăn, u sầu không chỉ không giúp ích gì mà còn khiến tâm lý xấu thêm, gây trở ngại cho chúng ta trong việc tìm phương pháp giải quyết. Khi gặp khốn cảnh, nên giữ tâm thái bình tĩnh, tin tưởng chính mình. Đừng ngại tham khảo ý kiến của những người đi trước mà suy xét thì thông thường sự tình sẽ được giải quyết. 5. Quá cẩn thận. Cẩn thận trong lời nói và việc làm cố nhiên là điều tốt và cần thiết, nhưng quá cẩn thận thì chưa hẳn là tốt mà rất nhiều khi còn làm việc không nên. Khi tiếp xúc với người khác mà quá đề phòng thì sẽ khiến người khác không thoải mái. Khi làm việc mà luôn có tâm thái nơm nớp, sợ phạm sai lầm do sự rụt rè sẽ không làm nên việc gì. Kỳ thực trong quá trình trưởng thành của bất kỳ ai đều sẽ ít nhiều phạm phải sai lầm. Bởi vậy, đối với những việc nên làm thì hãy can đảm làm, những lời nên nói thì dũng cảm nói. Làm được như vậy thì trong tâm mới thản nhiên hào khí. 6. Bi thương. Người đời khó tránh khỏi những bất hạnh. Nếu một người đắm chìm trong bất hạnh thì tâm linh sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong quá khứ. Cổ ngữ nói, những sự tình không như ý trong đời có đến 8-9 phần, cây sẽ không vì một vết thương mà không sinh trưởng tiếp nữa. Khi cái cây ấy đã phát triển thành đại thụ rồi thì vết thương trong quá khứ kia chỉ còn là một dấu vết nhỏ mờ ảo mà thôi. Mỗi người cần phải học được cách tiếp nhận bình thản, đối diện với hết thảy thì mới có thể hướng về phía trước mà bước tiếp. 7. Sự nghi ngờ. Người có tâm nghi ngờ lúc nào cũng nghĩ rằng người khác đang bàn luận về mình. Cho dù thực sự không phải như vậy, những người này khi gặp một sự tình không như ý
thì trong tâm cũng liền nghi ngờ những người xung quanh đã gây ra cho mình. Người đa nghi không chỉ tự đánh mất niềm tin vào người khác mà còn tự đánh mất đi sự tín nhiệm của người khác đối với mình. Dần dần, người đa nghi sẽ sống trong sự cô độc, lẻ loi và buồn tẻ. Cổ ngữ nói, tâm vô tư thì trời đất rộng mở. Vì vậy, cần phải học được cách tin tưởng người khác, giúp đỡ người khác. Như vậy, chúng ta sẽ thu nhận được sự quan tâm ấm áp của người khác và khi ấy, sự nghi ngờ cũng dần dần mất đi. 8. Ngạo mạn. Người ta thường ngạo mạn bởi vì thấy bản thân có một mặt nào đó nổi trội hơn người khác mà sinh ra tâm ngạo mạn. Ngay cả lời nói cử chỉ cũng đều mang theo ngạo khí coi thường người khác. Điều này không chỉ gây cho người khác sự phản cảm mà còn kìm hãm sự phát triển của chính bản thân người ấy. 9. Tức giận. Cuộc sống giống như một chiếc cầu bập bênh, một đầu là sự nóng nảy, một đầu là phúc phận. Càng hay nóng nảy thì phúc khí càng giảm, càng từ tốn thì phúc phận càng nhiều. Tâm trầm tĩnh thì mới nhìn được rõ vấn đề. Một khi thấu tỏ được vấn đề, sự tình phức tạp liền biến thành đơn giản. Người thường xuyên phẫn nộ, tự giận, nếu có thể thường xuyên nhìn vào ưu điểm của người khác, tìm được mặt tốt đẹp của những sự tình mình gặp phải, thì tự nhiên sẽ sinh ra tâm cảm ơn, phẫn nộ, tức giận cũng tự nhiên tiêu tan. Người mà tâm có thể trầm tĩnh thì mới nhìn được rõ vấn đề. Một khi thấu tỏ được vấn đề, họ sẽ từ trong rối ren mà gỡ được ra. Và khi ấy, sự tình phức tạp liền biến thành đơn giản. Còn người mà nóng vội làm gì cũng chỉ mong muốn mau chóng thì phần lớn sẽ không thể thành công. Đúng như cổ nhân giảng, dục tốc bất đạt. Vì sao nói dục tốc bất đạt? Đó là bởi vì khi người ta muốn làm một sự tình nào đó thật mau chóng thì cái tâm của người ta sẽ bị quýnh lên và vội vã hơn. Do đó, họ dễ dàng bị rơi vào tình thế rối ren hoảng loạn. Một khi tâm bị hoảng loạn thì sẽ biến sự tình phức tạp hóa, kết quả khiến cho sự tình không thành, thậm chí còn làm hỏng việc. Tâm một người có thể trầm tĩnh thì mới nhìn được rõ vấn đề. Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta gặp phải những trường hợp dục tốc bất đạt. Một người vội vã, nhìn bề ngoài thì tưởng như là làm việc nhanh, mất ít thời gian hơn. Nhưng đến khi không đạt được kết quả thì mọi thời gian và công sức đều là phí hoài. Cho nên, khi gặp sự tình cần giải quyết, chúng ta cần tĩnh, hạ tâm xuống, dùng tâm thái bình tĩnh, ôn hòa để làm việc. Dù phải nhanh tay đến mấy, cũng không nên để tâm mình bị ảnh hưởng. Sự tỉnh táo sẽ khiến sự tình được hoàn thành một cách tốt nhất, có kết quả tốt nhất. Trên đời này, bởi vì vội vàng, cuống quýt mà gặp phải thất bại, không biết là có bao nhiêu người. Tâm càng nóng vội thì việc càng khó thành. Vì những lý do sau đây, hãy lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Nóng nảy không đánh giá được tình hình. Trong cuốn Hàn Phi Tử Ngoại Chữ Thuyết Tả Thường có ghi chép lại một câu chuyện của vua nước Tề là Tề Cảnh Công như sau. Thời Xuân Thu, Tề Cảnh Công là một vị quân chủ nổi danh tài đức. Ông rất trọng dụng hiền tướng Yến Anh. Một hôm Tề Cảnh Công đang đi ngao du bên ngoài thì đột nhiên có quân lính đến bảo rằng tướng quốc Yến Anh bị bệnh nguy cấp. Tề Cảnh Công giật mình hoảng sợ, vội vã trở về xem bệnh tình của Yến Anh ra sao. Vì muốn mau chóng trở về, Tề Cảnh Công ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị một xe ngựa và người điều khiển xe ngựa tốt nhất để lên đường. Trên đường trở về nhà, Tề Cảnh Công nóng vội như trong lòng đang có lửa đốt. Xe ngựa mới đi được mấy trăm bước, ông đã bắt đầu than rằng người điều khiển xe ngựa đi quá chậm. Vì thế, ông tự cầm dây cương và chính mình điều khiển xe ngựa. Nhưng đi được mấy trăm thước, Tề Cảnh Công lại bắt đầu nổi trận lôi đình, chê rằng con ngựa ấy đi quá chậm chạp. Cuối cùng, ông nhảy xuống xe ngựa và chạy bộ. Kết quả, ông đã về muộn hơn một ngày so với xe ngựa. 2. Nóng vội không thành được việc lớn. Có một lần học trò của Khổng Tử là Tử Hạ được phái đến một địa phương của nước Lỗ để làm quan. Trước khi đi, Tử Hạ đến thăm hỏi Khổng Tử và thỉnh giáo ông về việc cai trị. Tử Hạ hỏi, thưa thầy, con xin hỏi thầy, làm thế nào
để cai quản tốt một địa phương. Khổng Tử trả lời, chớ mong muốn mau chóng, chớ nhìn cái lợi nhỏ. Muốn mau chóng thì không đạt, nhìn lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Khi làm một việc gì thì đừng một mực nóng vội, muốn mau chóng, đừng ham muốn cái lợi nhỏ. Bởi làm việc mà cầu mau chóng thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm thành được sự nghiệp lớn. 3. Nôn nóng thì nghe không lọt lời khuyên tốt. Ở một bến đò, có một vị thư sinh cùng với một người hầu mang theo hành lý muốn đi vào thị trấn. Thị trấn ước chừng cách đó khoảng 2 dặm đường, nhưng trời đã bắt đầu tối rồi. Người thư sinh này lo lắng hỏi người chủ đò, xin hỏi liệu tôi còn kịp vào thị trấn trước khi cửa thành đóng không? Người chủ đò trả lời, cứ bình tĩnh, cửa thành vẫn còn đang mở, vội vàng có khi cửa thành lại đóng mất rồi. Người thư sinh nghe xong tức giận vì cho rằng chủ đò đang giễu cợt mình nên bước đi ngay lập tức. Hai chủ tớ họ đi đến giữa đường thì người hầu vì nóng vội nên đột nhiên bị ngã, khiến cho đống sách bị văng trên mặt đường. Người hầu quá lo lắng ngồi khóc, không đứng ngay lên được. Hai người họ phải sắp xếp rồi buộc đống sách lại cẩn thận mới có thể lên đường. Đến nơi thì cửa thành đã đóng lại rồi. Bấy giờ người thư sinh kia mới ngẫm nghĩ, câu nói của người chủ đò thật có tính triết lý. Một người dễ dàng nổi nóng, dễ dàng tức giận, khi không được như ý thì sẽ không thể kiểm soát được tâm thái của mình. Cuộc đời luôn có những thuận lợi và trắc trở, có đỉnh cao cũng có đáy vực, không phải lúc nào cũng chỉ có thất bại hay gục ngã. Một người ở trong hoàn cảnh thuận lợi mà nghênh ngang kiêu ngạo, hay gặp lúc khó khăn mà ủ rũ thất vọng thì đều là người nông cạn. Hãy đối mặt với thất bại, lấy đó làm bài học để tiếp tục tiến lên. Nếu chỉ biết phàn nàn tức giận như vậy thì bạn sẽ càng hủy hoại phải chính mình.